mọi người, như hứa mọi người thì hôm nay Lan Anh sẽ làm một cái makeup look mà Lan Anh vẽ, mà Lan Anh lấy cảm hứng từ một cái bức tranh mà Lan thấy ở trên mạng á. Đó là Sài Gòn đang thực hiện một cái chỉ thị là ai ở đâu ở yên đó, thì Lan Anh sẽ không có đủ đồ như là hồi mà Lan Anh makeup cái này nữa. Lan Anh đã đặt lens màu sáng cho nó hợp luôn á, nhưng mà không về kịp. Lan Anh đã kẻ lông mày trước rồi, cũng phải chăm con á, cho nên là Lan Anh cái bước này skip được là sẽ skip qua. Bản mắt ngày hôm nay á, cũng như là bản má thì Lan Anh chỉ sử dụng một cái bản Yes Please thôi. Lan Anh đã xịt kem chống nắng rồi, Lan Anh sẽ make up cái phần này làm sao. Như các bạn cũng đã thấy là mặt Lan Anh đang khá là nhiều khuyết điểm, tại vì sắp tới ngày rồi á, bây giờ cũng stress nhiều thứ á, không xinh đẹp như xưa. Nhưng mà đây là lông mày của Lan Anh đã kẻ ngang và tém gọn nó lại. Hôm nay mình sẽ sử dụng bảng mắt Colourpop Yes Please nhé. Đây là một bảng mắt mà mình thấy hợp với lại nhiều kiểu trang điểm cũng như là tone da của mình nhất. Các bạn cũng có thể sử dụng các bảng mắt có tone màu tương tự mà các bạn có tại nhà hen. Đầu tiên thì mình sẽ tán màu trắng sữa lên toàn bộ vùng bầu mắt để làm màu chuyển tiếp. Màu mắt sẽ dễ tán và dễ loang màu hơn. Sau đó thì mình sẽ lấy màu cam tươi để tán lên hốc mắt mọi người nha. Để lên hình mà thấy rõ lớp make up thì mọi người nên make up đậm màu nha. Đi chơi bình thường thì mình tiết chế lại một chút là được. Mix hai màu cam tươi và màu cam đất, mình sẽ lấy một cây cọ chặt hơn và tán ở mí mắt, tán xéo và vát lên nhé. Để mắt trông vừa dài và vừa tròn hơn. Thao tác này mình nên lặp lại nhiều lần để màu lên đậm và độ loang màu được dàn trải đều hơn. Sau đó mình sẽ dùng cọ nhỏ hơn để tán màu nâu đậm và màu nâu nhạt ở nếp mí mắt để nhìn mắt sâu hơn. Tùy vào khả năng tán màu của các bạn mà các bạn có thể layer nhiều lớp màu lên nữa hen. Chi tiết này mọi người có thể bỏ qua nếu mà đi chơi bình thường, còn lên hình như make up lúc này á, thì là cần thiết để có một cái đôi mắt to hơn, sâu hơn và tròn hơn. Sau đó thì mình viền mí trong. Bấm mi và chuốt mascara nhé. Lưu ý, makeup look này thì mình nên chọn loại mascara làm dài mi, chuốt ở phần mi giữa kỹ kỹ để cho mắt mình to hơn, sâu hơn. Eyeliner ngày hôm nay sẽ mảnh và hơi dài, cho nên là mình nhẹ tay một chút xíu nha. Và đó là xong phần mắt trên. Mình sẽ tới phần nền. Cái này thì nó sẽ không bóng, cho nên là sẽ chọn một cái nền lì và thật là trắng để nó đúng cái vibe nhất á. Thì nó sẽ chọn Shu Uemura Unlimited. Kem nền này thì nó sẽ khô khá là nhanh, cho nên là nó sẽ tán ở đâu á thì Lan Anh sẽ ý là Lan Anh bỏ kem lên đâu thì Lan Anh sẽ tán ở đó trước, tán một cái lớp mỏng trước, và Lan Anh không có làm ướt mút để có một cái độ che phủ cao. Đương nhiên mà nếu mà các bạn da khô thì các bạn đừng có làm theo cái trick này, tại vì nó sẽ làm cho lớp nền của mình dễ bị móc. Kem nền này của Shu để chỗ có một cái độ che phủ rất là tuyệt vời và độ bám cũng rất là đẹp nữa, rất là mịn nữa trên da á. Nhưng mà nó mau khô cực nha, rất là thích hợp với những bạn nào mà da dầu luôn á. Cái màu Lan Anh xài nó sẽ hơi sáng hơn da của Lan Anh nửa tâm, tại vì lát nữa Lan Anh mặc cái áo cổ nó cao tới đây nè, cho nên Lan Anh sẽ không có đánh phần cái cổ. Thường thì Lan Anh sẽ làm hai lớp foundation, hai lớp kem nền để che luôn cái quầng mắt. Cái quầng mắt thì mình chỉ cần che ở cái phần dưới này thôi là nó sẽ sáng lên nha. Mình đừng có đi vào khóe quá nhiều, nó sẽ dễ bị động vào cái rãnh mắt. Lan vừa mua được hợp phấn này của Dior, trời ơi nó rất là mịn, nó kiềm dầu rất là tốt mà nó lại không có gây cakey, cũng như là không có gây cho da Lan bị khô và bị ngứa. Nó dạng cushion như thế này nè, các mình sẽ lấy phấn lên và cắt nhầm, nó lì ngay lập tức luôn nha. Cái này Lan cũng đã test khi mà Lan Anh đánh cọ lông cái chồng Lan Anh đó, đánh 45 phút mà mặt không bị bong phấn luôn.
Lan cũng đã thử với tất cả các loại nền luôn, xuất sắc. Nhưng mà mắt cái phần như này là mình sẽ đánh một cái phần nâu đậm trước. Các bạn thấy là một bên có màu ở dưới, còn mình không có màu ở dưới, nhìn nó khác lắm luôn. Các bạn kéo cái đuôi này sẽ ra một chút, chứ đừng có bo lên thì mắt của mình nó sẽ dính một cái cục. Sau đó thì mình sẽ lên cái cọ nhỏ hơn một chút xíu, một phần ba mắt dưới. Cái này có tạo bọng mắt nữa, cho nên là mình vẫn sẽ lấy cái cây cọ nhỏ này nè. Và những cái miếng phấn còn thừa của cây cọ này thì mình sẽ tạo bọng mắt. Mình không hiểu là sao phải tạo bọng mắt để làm cái gì luôn á. Tại vì cái hình nó như vậy thôi mọi người hiểu không? Chứ lẽ nhật bình thường mình không có làm đâu. Sau mình sẽ lấy một cây bút nhũ hồng, tô cái trắng cái phần này lên. Trời ơi, giật da hết luôn. Oh no. Yes. Yo. Màu má trong kiểu trang điểm này cần nhiều sự loang màu nè. Mình dùng màu kem sữa có sẵn trong bảng mắt và một cây cọ má nhỏ để có thể thao tác một cách chi tiết nhất. Tán ngang từ má trái sang má phải, bắt cầu qua sống mũi luôn nha. Màu nhấn má sẽ là màu hồng đỏ. Mình lấy ít ít và tán từng lớp thui. Màu này sẽ tập trung ở vùng cao nhất ở gò má và tán loang nhẹ ra ngoài. Nếu mà các bạn có bị quá tay thì các bạn nên lấy một cây mút để các bạn giảm bớt màu ra. Sau đó thì mình sẽ lấy cái màu đỏ này và tán nhiều ở vùng đầu mũi, bởi vì đây là điểm nhấn của cái make up look này đó. Make up look này rất quan trọng việc tạo khối mũi, cho nên là mình sẽ tạo khối kỹ ở vùng mũi bằng cách là mình sẽ lấy cái màu nhạt nhất ở trong cái bảng tạo khối và mình nối từ cái hốc mắt sang cái quầng thâm mắt luôn, là cái vùng sống mũi của mình sẽ rất bé. Và sau đó thì mình sẽ tạo khối thêm ở vùng đầu mũi và mình chừa cái phần giữa cái sống mũi lại để cho nó có thể tự nhiên nhất nha. Và tạo khối ở xung quanh những cái phần tối tối nữa, như là cằm nè, hốc má nè, hốc mũi nè, nhân trung và trán, để cho khuôn mặt của mình hài hòa hơn. Sau khi đã đặt màu lên lớp nền rồi thì mình đừng quên chút mi dưới nha. Phấn bắt sáng ở make up lúc này mình chỉ cần đánh ở vùng chóp mũi và vùng đầu sống mũi thôi. Đánh càng sáng càng tốt và mình nên lựa chọn những loại highlight nào màu trắng pha lê nha. Hello mọi người. Mưa luôn rồi. Đó là cuộc sống bình thường của Liên Anh. Đó là quay một cái video make up lúc từ sáng tới chiều tới lúc nó mưa luôn mọi người ơi. Hồi sáng là quay ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời nha mọi người. Thì Lan Anh đã touch up lại cái má một chút xíu, tại vì Lan mới ngủ dậy. Thì bây giờ mình sẽ dán mi giả. Lan Anh sẽ cắt đôi cái này ra và Lan Anh chỉ dán những cái phần ở dưới đây thôi á. Cho nên là hai mắt mình sẽ dán chỉ cần một mi thôi à. Thì các bạn lựa bên nào thấp á, mình sẽ dán ở cái phần gần mắt, gần cái đầu mắt trước. Còn cái phần dài thì mình sẽ dán cái phần đuôi nha. Thì dán cái phần ở đằng sau đuôi nè mọi người. Rồi mình kéo cho nó lên cái phần eyeliner đó. Cái gì đó rớt mắt à. Không biết cái gì rớt mắt luôn. Chảy nước mắt. Mình sẽ viền cái đuôi lại, cho nó dài. Có mascara trên ngoài để cái đuôi nó đều màu hơn. Mình sẽ không tô đằng trước nha, để nó lợn màu bớt vui. Môi cũng là một điểm nhấn trong lớp trang điểm này.
Ở đây mình sẽ có 3 tầng màu khác nhau. Đầu tiên Lan Anh sẽ sử dụng màu cam nude để đánh lên toàn bộ môi và tạo một cái viền mà hết sức là tràn nhất có thể. Sau đó thì Lan Anh sẽ dùng son kem lì màu cam đỏ để có thể loan màu từ màu cam nude sang màu đỏ cam một cách chân thật và tự nhiên nhất. Các bạn cũng có thể sử dụng son sáp, nhưng mà đừng sử dụng các loại son quá bóng, bởi vì những cái chất son mà bóng quá, mềm quá thì nó rất là dễ bị trượt màu và không có dễ tan màu loan ra được đẹp. Và điểm nhấn một cái đặc biệt nữa đó chính là môi chữ M. Thì Lan Anh sẽ lấy màu đỏ đậm nhất và Lan Anh tán từ từ đến một cái độ đậm nhất định luôn. Lưu ý là mọi người nên thao tác từ từ và từng lớp một để màu có thể lên đậm cũng như là các lớp màu có thể loan một cách tự nhiên nhất nha. Chúc mọi người thành công với lại makeup look này. Và nếu mọi người thích có một đôi môi bóng bẩy á, thì mọi người có thể cho thêm lớp son bóng lên như Lan Anh chẳng hạn. Môi của mình sẽ rất là bóng, rất là juicy, rất là mềm mịn và căng mọng. Bây giờ mình sẽ đi thay đồ và làm tóc. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau. Stay safe, love you.